chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Hôm nay anh em mình có món rất là đặc biệt. Lẩu đặc biệt. Lẩu đặc biệt. Lẩu toàn rau. Châm lửa. Xin chào anh mua thịt. Cái tiền rồi. Chụp. Chụp xịt ý. Ê mà, chụp mẻ á. Hôm nay để đi theo anh ăn món lẩu kinh điển lắm. Ngon lắm. Tí nữa mình mới biết thế nào là kinh điển. Anh em mình sẽ tí nữa nấu sôi cái này lên đã. Các bạn biết đây là gì không? Lẩu ăn chay. Mương. Để mình châm lửa. Ăn chay. Rồi, ok. Bên này mình có. Đấy. Được nhá. Cho các bạn xem. Thế nào? Đây là bở mường. Lát nữa ấy, lấy cái gì đậy lên cho nó sôi. Đậy gì? Đậy cái nồi nước lẩu ấy. Anh lấy cái này này. Kìa, cái thớt kìa, cái thớt kìa. Bẩn. Bẩn gì? Bẩn. Thì nữa anh em mình sẽ chơi thử thách ăn lẩu. Thả xuống mương này cho nó trôi xong. Sao lại thả xuống mương? Sẽ đi trên bờ ăn xem là bờ mương này nó dài đến đâu. Đấy thì nó đi quanh đây à? Quanh gì? Đâm xuống làng dưới. Mỏi ấy, trời. Mương làng mình á, sạch lắm. Đấy. Sạch, ta nó tỉ. Đấy, xa lắm. Nó chạy xuống tít dưới kia kìa. Anh em mình sẽ vừa ăn vừa chạy theo nó. Thế mà ít củi lên nhỉ? Củi lên gì? Củi ấy à? Nhớ đặt nó xuống đây rồi. Nó bị lạnh nước cho mà mình đốt củi. Mày ngu. Bây giờ công việc của mày rất đơn giản. Đi kiếm sang bên kia hái thêm ít hoa bì đi. Hoặc là thêm ít rau. Đơn giản nhỉ? Mấy bà đang cúc trộn bên kia. Mấy bà tiệt thì em thôi rồi. Mình xin chứ có phải là mình cướp đâu. Xin mà dễ đấy. Thật dễ. Thì anh đi đi. Anh chấm mồm. Tao còn phải trông. Xin được còn phải mua. Mấy bà đấy. Bà đó. Bà. Kêu. Rất là ấm. Mấy tí nữa nó thả xuống nhau. Thả hẳn lên trên làm trên đi. Chạy nó vừa. Ông cái trên á. Thế đến chỗ rậm thì sao? Hả? Chỗ rậm thì đi qua chỗ rậm. Gọi vượt vượt nhà vượt thủ à? Vượt thủ mương. Vượt thủ mương. xuyên làng, xuyên đồng. Xuyên làng, xuyên xóm. Ôi trời to phết nhỉ. Đấy, cái này đang lạnh lạnh. Đấy, xưa. To phết đấy. Sôi chưa? Ấy, gần sôi. Ai à? Thủ phết. Sao tí về luôn. Cẩn thận mà đi ăn nồi cơm điện mẹ anh. Mẹ anh gõ cho u đầu. Được cái gì? Biết cái gì? Đợi nó nhỉ. Bắt đầu sôi cho. Sôi rồi. Sôi rồi. Coi như là sôi rồi. Thả dần xuống là vừa. Ấy, sôi rồi. Đây, cầm lấy. Chả cho sủi mạnh nhỉ. Rồi, sùng sục cái này. Em cho thêm đấy vào. Cánh nhá. Em cho thêm cái gì nhỉ? Ây da. Ui. Ôi trời, căng lẳng. Đi nhận lệnh khoai rồi. Vẫn còn trong đời. Tôi được đun lại. Chịu. Đun lại. Anh khôn lắm.
không buộc vào. Tao lúc đấy nó không phải nó kia vào tao. Nó kia vào anh. Nó không... nó bỏng vào tao. Thế thì tí nữa nó cũng đập vào kia nó cũng rơi. Thế chạy ra kia lấy cục cột ra đây nha. Thất bại bước đầu các bạn. Thất bại là bố của thành công. Để lúc hết cồn vẫn cứ đổ đi đổ lại mãi. Quả đấy nó bỏng tay quá nó thế thôi. Bỏng tay. Thế thế à? Chuyên nhà An Tục nói phét. An Tục nói phét. Ôi giời ơi. Quảng cáo. Bỏng tay, bỏng tay. Anh thử làm xuống em. Xong có đứng được không? Đấy, bình tĩnh. Chẳng đơn giản. Chẳng anh. Ý hết đây. Im. Cho cháy to lên đã. Đừng cho. Phí mất nước cốt. Nước cốt đều. Nước cốt đẳng cấp. Hiểu? Nước cốt đắp đà. Đắp đài cho nước tì mà. Ôi, nổ gì á? Ôi gì, em thấy một vật đen. Ôi gì? Cháy chậm đấy nhỉ? Em thấy một vật đen. Vật đen là cái gì? Ôi gì? Cái hộp bánh quy. Một vật đen. Đó. Vật đen à? Nứt á? Điền, nứt ra được một nứt. Đây là cái đoạn kia của nó. Đó. Cô ạ. Cô làm cô. Đấy, phát này tôi đặt lại mà xem. Đặt đi. Ôi quên mất, ngu quá, phải cho xuống nước mà châm lửa thì không cho. Này nó... Đây. Để tốn cồn. Một, hai, ba. Thử ít nước này. À, thử để riêng cái này. Ít nước phải thật bằng nó mới đấy. Thấy chưa? Đã liệng rồi. Đấy. Được đấy. Cái này đã liệng rồi. Đấy, được đấy. Một, hai, ba. Không được, không được. Không ổn lắm. Quá là không ổn ấy. Anh làm cái gì cũng để bày đặt sáng kiến như người ta. À đấy, đưa đây. Không ăn trôi được thì tao ăn. Ăn gì mà? Đấy, kêu đây. Không ăn trôi được, tao ăn chấm. Chấm được coi, tao ăn chấm. Múc nước chuối à? Tao đang thử. Một lúc xong rồi là anh rơi hết trên khoai. À ừ nhỉ. À, bể đôi cây này nè. Hết cả đồ ăn. Mày sáng đào bớt ít khoai nữa đi. Rau thì có 3 cốc rau phun thuốc. Mày sáng đào ít rau nữa đi. À khoai nữa đi. Ok. Rồi. Anh em mình nói là kết thúc đây. Thất bại món lẩu trôi rồi. Bây giờ không đấy ra. Ăn nói chung chuyển sang món lẩu âm dương. Được. Chết rồi. Bên dưới mát ở bên trên nóng. Rồi, châm lửa.
kiểu âm dương ấy. Chúng ơi, cái côn này nó bị gì? Má em nước. Bị ai đấm ấy nhỉ? Hả? Ôi, con cục côn nào nữa không? Còn. Ơ, còn mỗi cục, lấy nốt đây. Thì lấy đi con châm đó. Mày không biết châm đâu. Con châm á. Tao gặn bỏ cặn nè. Tăng lặng, tăng lặng. Này. Anh ơi. Từ từ để tao tính. Anh ơi. Rồi, ok đấy. Đầu anh loan xoan lù xù. Đại ca kia nhà tào lao. Ba lăng nhăn. Tăng lòng, tăng lòng, tăng lòng, tăng lòng. Đấy. Nào, mày đổ hộ bố mày cái. Anh thích nói tục không? À nhờ, quên. Em thấy mày. Vợ anh đánh anh một rồi. Như kiểu anh khá vậy nhé. Bẹt, à, đau chưa? Đau, 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 đau. Ấy, ấy, đừng, đừng, bình tĩnh em ơi. Tăng lặng, tăng lặng. Để vào, cho nó nhanh sôi. Rồi, ngồi đây được. Trong cười. Lúc đấy thì mày có thể đi hái thêm ít rau nữa. Bây giờ có cái ghế ngồi thì có phải đẹp không? Anh nên đi tu đi. Anh ở nhà anh tu nhiều rượu quá. Tán đời cắt óc đi. Ôi dù ôi. Đùa, tao chịu mày đấy. Đừng có nghịch. Lại tắt bao giờ. Tắt đi châm. Nó đã trông chênh rồi. Ông đúng này. Bây giờ đấy, hết bố cồn rồi. Vẫn còn. Đổ nước cho ơi để nguyên cồn. Đấy. Lại thất bại tập 2. Tập lên tập 3. Không được. Quyết tâm. Thất bại ta làm lại từ đầu. Ta là bố đi hết. Ta làm lại từ đầu. Vì trước em cứ tưởng là ta là bỏ. Bỏ đi hết chứ. Ta là bỏ đi hết. Không, thôi rồi. Tập tiếp. Ta là bỏ đi hết. Ta làm lại từ đầu. Mày ạ. Trong lửa. Đấy cho con ấy. Thà là cứ làm thất bại còn hơn là bị coi là thằng ăn hại. Nhìn như chào chó ấy nhỉ. Thì cái này nó chào ra ấy. Tát. Còn nước quá. Ấy, lại cháy rồi cái đâu. Cái gì? À, bổng chim quá. Ôi, 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 con cá, con cá, con cá. Ôi, cá. Ui. Ui, 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 ui. Đâu rồi? Đây, đây, đây. Cái gì đây? Đâu, đâu, nó lại xuống đấy rồi. Nó lên trên. Anh ui, mày ăn hại được cô. Để nó phục lên trên làm gì? Ai biết được. Phục phát lên tận mương to đấy. À, suối to đấy kia. Bố ai bắt được. Khỏe quá. Ngồi dình đây khéo rất là nhiều cá các bạn. Sổng mấy một con. Cá được ăn.
Rồi hôm nay ăn chay, hôm nay là được ăn cá đấy. Tại mày. Tại anh. Hôm nay ngày hai anh em mình ăn chay. Thế nên là không ăn chay mà chẳng ra anh tu rượu. Tu rượu, tao điên rồi, tao tu rượu sáng. Ôi giời. Ăn chay cho sa tế ớt này. Có con cá gì ông xinh. Ăn hại em ạ. Xuống đến đây rồi. Để em bắt cả bắt. Xem trên kia. Đã phục bắt cây bùn đuối rồi. Kéo nó rơi vào đấy, đừng đấy, rơi cồn vào đây này. Tụt cả cảm xúc. Còn sôi 19. Sôi rồi, sủi sủi lăm tăm là tao mâm được hết. Ăn chay bữa. Ăn nhé được, ăn thấy rồi. Có một cá. Chán ngắt luôn. Mà anh chả có tiền mua thịt để em ăn à? Yeah, thỉnh thoảng ăn rau một bữa. Quái. Thỉnh thoảng phải ăn rau. Có mà hết cả tiền ấy. Tiền hôm trước đi đền cho người ta, mày mày phá người ta, tao phải đi đền hết. Phá gì? Mày phá cả ruộng của người ta. Tao bảo mày đi cuốc ngô chứ mày đi chặt cái cây ngô đi. Em chặt bao giờ? Hôm trước. Hôm trước. Đồ chơi à? Chả thế. Thì mày em bảo mày chị à? Tao bảo mày đi vun chứ mày đi mày vun mày cuốc hết cả gốc ngô lên mày em vun. Em không động vào cây cuốc này, anh đấy được rồi. Đời tôi ấy. Em đi em chạy. Ruộng nhà mình chỉ trả cuốc đỡ phải đền. Đi cuốc ruộng như người ta. Em biết ruộng nhà ai, đấy là ruộng nhà anh cuốc chứ. Đấy, tắt lửa rồi. Đồ tốt nhỉ. Em vẫn có. Ngon á. Các bạn đừng làm kim chi. Đây. Đấy kém đấy nhỉ. Cho thêm. Đây, mình cùn vào. Cho 500 muzik kìa. 500 cùn. Muzik kìa. Hay là ăn lẩu cùn. Ngon đấy. Ngon đấy ạ. Tao làm cái gì chẳng ngon. Ăn kiểu bu bai. Chóng chóng. Ngon. Với chấm ngon. Có đấy. Anh làm nước chấm cái gì cũng ngon nhỉ. Mình phải bảo là anh làm cái gì cũng ngon. Nước chấm thôi. Bỏng tiếp, bỏng tiếp. Đánh mình lên. Mời các bạn ăn lẩu rau nhé. Lẩu chay. Này, anh em mình quyết định ăn chay. Ngồi tình cá tiếp. À, cái tiếp. Đáng nghe được ăn cá thế. Nhưng mà lại phải làm ăn. Chứ là quân chưa. Ui, khó đấy. À, em kể ăn trộm rau xịn này. Trộm trộm, cái gì mà trộm. Mày biết là thà ăn xin còn hơn ăn trộm không? Thế anh lên ăn xin đi. Nhưng mà không có ai ở đấy. Để đi khói cồn cay thế. Nhặt mùn nhặt miệng luôn các bạn. Thôi mà. Bắt em mình chảy. Mày mò ít tép mà thả vào.
nước chả cạn. À, nước mình rốt thế nhỉ? Mắt cua nhỉ? À. Không bị vàng á? Không. Cua. Cái vượt to hôm bắt chim ấy, đặt xuống đây cái tép nó trôi vào đấy. Anh đi về lấy đi. Mày về lấy đi. Đấy. Đi lên về lấy đi. Em anh về lấy. Không, tao trông ở đây. Đi về lấy nhé. Ừ. Về lấy đi bắt cua. Rồi đi về lấy đi ấy. Ừ. Nhớ không gần hết đâu. Ừ. Nhớ không gần hết đấy. Ừ. Cho mấy con tép vào đây nữa, hớt tép lên ăn lẩu tép nhảy các bạn, chứ ăn thế này nhạt mồm nhạt miệng lắm. Rau bí rất là ngon. Rau bí này chỉ có đậu à, nhầm, hoa bí thơm cực kỳ. Vừa đâu? Chả thấy anh để ở đâu ấy. Trùng lợn nên. Quay về lấy đi. Bảo lại em đi em làm gì? À rồi, quên. Hôm qua thằng gì nó mượn mất rồi. Thằng sao chim mất rồi nó. Nhúng nhỉ? Mai mình sẽ thiết kế, quyết tâm làm lại món lẩu trôi. Món là mình sẽ cho trôi từ đầu mương kia xuống. Tít 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 dưới kia. Hôm nay quá là được. Hôm nay không mang vượt, không mang rất gì. Nếu mà mang vượt thì bắt được cổ cái gì gì. Con đấy chạy rồi. Chịu khó ăn chay. Chay yếu đuối thế nhỉ? Ăn chay. Tại mày ấy, nước đổ đây vào đây. Lập địa thành Phật. Anh lập địa đi anh em mình thành Phật. Berat. Tang-tang, tarang, tarang, tang-tang, tang-tang. Chó lợn. Anh chả hay đình lắm. Tao xì hơi. Xì ơi, nói câu đánh giấm phải sang chảnh à. Đánh giấm, còn xì hơi. Còn cỏ kia mà rụng xuống đây thì đẹp không nhỉ? Ừ. Nó thấy mình ăn đầu, quay đầu lại ngay. Ấy. Con này nó bị điên sao ấy? Lạc hướng. Nếu đâu rụng xuống đây là em chạy về đấy. Phải có không? Ừ, có. Bảo nó rụng xuống mà nó xuống lại về đấy. Lại rụng như con chim con nọ đấy á? Ừ. Không, nhưng cỏ không gì. Cỏ không có trong sách giỏi. À đâu, có lại có. Mà thôi, nói chung là chim xa cá nhảy. Mà xa. Bây giờ ấy, chặn ở đây, cá mà nó xuống ấy, kiểu nó thấy chướng lại vật nó nhảy phát, nhảy vào nồi. Đấy. Ừ. Mày thấy anh thông minh không? Thông minh ấy, trưởng rồi. Mày trước bắt cá rú nhá. Hàm bút cái những chỗ nào mà có dòng suối chảy xiết đặt ở đấy vào. Hàm bút vào luôn. Nhà tao mình đi bắt cá rú. Nào mùa rú anh em mình sẽ quyết tâm bắt cá rú. Ăn xót ruột quá. Không có thịt xót ruột quá.
con này sắp chuột nè. Em muốn lẩu nhót. Lẩu nhót? Lấy tay nhót à? Cái lửa ngay không? Ngoài em đang làm món lẩu nhót này. Đấy chả? Đấy. Lẩu nhót xanh, lẩu nhót xanh. Ủa thôi. Ủa gì? Tăng. Ôi, bóng. Thôi. Ôi, anh ấy. Từ. Nó vào cả con rồi có mà ăn. Ôi, ôi. Con nó cũng vào rồi. Thật bại tập 4. Lấy đi. Anh đi mà. Lấy mỏ ra đây. Nhanh lên. Đi mỏ nhanh. Nhanh không nó trôi mất. Đi. Mày có đi không? Tao ném mày xuống đây này. Anh đi đi. Nó nhanh. Sâu cái mâu ấy. Cái kia nhanh lên. Chạy đi. Lấy. Chết rồi. Hết cồn nữa. Nhanh lên. Rau thì đầy, nước thì đầy đây, nhưng mà... Bẩn. Củi. Bẩn gì? Hay là lấy củi kia nhỉ? Rồi à. Mà hay là về lấy kia đi, lấy tép đi. Bắt tép đi, ra làm lại món... Món lẩu trôi. Tao nghĩ ra kiểu trôi rồi. Thiết kế quả nồi thuyền. Ăn lẩu á? Đem vượt chặn đằng dưới này. Cho cả tép. À đâu, vừa đi vừa xúc tép. À. Được. Anh thông minh vãi. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment nhưng vẫn chưa comment được. Cứ comment đi. Có bên kênh Tam Mao thì comment được. Nhớ chia sẻ nhé. Bấm chuông cạnh nha. Hơi thất bại một tí. Lần sau mình sẽ làm lại. Tiếp tục. Làm lại. Ôi gì? Làm lại là sẽ không ăn hại như hôm nay. Để tao cọ đồ đã. Đó, mày về, về đi. Rồi. Thôi, cầm đi để về. Hả? Cầm lấy cái này, còn tao cầm đống này. Chào tất cả mọi người nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tam Mao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tam Mao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó.
Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nhá mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.